Trên tay mình đang là hai chiếc hộp có màu sắc rất dễ thương đến từ thương hiệu đồng hồ của Mỹ là Fossil. Và video hôm nay hãy cùng Đức khám phá xem bên trong chúng có điều gì thú vị nhé. Nếu như Neutra là dòng sản phẩm chính dành cho nam thì vai trò đó của đồng hồ nữ đối với thương hiệu Fossil lại được giao cho Jacqueline. Và đây là hai trong số những phiên bản tích hợp tính năng lịch Sun and Moon rất là độc đáo và đẹp mắt. Đây là hai mẫu fashion watch phảng phất tinh thần của những nét đẹp cổ điển như là một món trang sức thực thụ. Chúng ta sẽ có một khung vỏ tròn quen thuộc với vành bezel được đính đá quý, tạo nên hiệu ứng ánh sáng rất là ấn tượng ở dưới nắng. Vật liệu này thì cũng được Fossil khéo léo sử dụng để trang trí cho một số phụ của tính năng Sun and Moon. Dành cho những ai chưa biết thì Sun and Moon có nghĩa là mặt trời và mặt trăng. Hai thiên thể này biểu tượng cho chu kỳ ngày và đêm. Trên mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có sự thay đổi vị trí theo thời gian, dựa vào thời gian thực tế, tạo nên một cái trải nghiệm hết sức là thú vị và sinh động. Như các bạn đang thấy ở đây thì phiên bản dây kim loại đang là khoảng 10 giờ sáng thì sẽ là có hình ảnh mặt trời, còn đó là phiên bản dây da thì sẽ có hình ảnh mặt trăng biểu thị cho giờ trên đồng hồ đang là 10 giờ đêm. Đá quý kết hợp với khảm xà cừ dường như là một sự kết hợp kinh điển, tạo nên vẻ đẹp của rất nhiều những thiết kế đồng hồ nữ, trong đó bao gồm cả dòng Jacqueline. Không những có tính thẩm mỹ cao, chất liệu tự nhiên này còn mang đến tính độc nhất, giúp cho chiếc đồng hồ, mọi chiếc đồng hồ sử dụng đều trở thành một cái vật phẩm mà có một không hai. Và nếu như bạn đang muốn mua một chiếc đồng hồ nữ để mang đi tặng thì hãy cân nhắc đến những lựa chọn mang yếu tố này nhé. Để thêm phần rực rỡ cho Jacqueline thì nhà sản xuất đồng hồ đến từ nước Mỹ còn bổ sung thêm họa tiết tia nắng tỏa ra từ trung tâm mặt số một cách đầy tinh tế. Kết hợp với đó là 12 cọc số dạng vạch phối với la mã gắn nổi. Số la mã trong đồng hồ thì vẫn luôn đại diện cho tinh thần cổ điển, tuy nhiên với một phông chữ mảnh kiểu sans serif thì chi tiết này lại đem lại một cảm giác là trẻ trung và tươi tắn. Một điểm lợi thế nữa của Jacqueline đó là thiết kế rất là mỏng nên là đeo sẽ nhẹ, thoải mái và đặc biệt là dễ phối với các trang phục dài tay, không phải lo là đồng hồ sẽ bị cộm. Bộ máy pin thì đơn giản, dễ sử dụng, cũng sẽ phù hợp với cả những người mới chơi đồng hồ. Thời gian thì đã được chỉnh ngay khi bạn mua và cũng sẽ mặc định được nhân viên của Duy Anh chỉnh lại mỗi khi bạn thay pin miễn phí. Mẫu này thì sẽ có đường kính là 36mm, cả vỏ và trừ đi núm. Đủ lớn để trở nên nổi bật và hiển thị hoàn hảo các chi tiết ở trên mặt số, giúp đem lại sự thu hút và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để dễ hình dung kích thước này thì các bạn có thể tham khảo cách lựa chọn size đồng hồ ở trên video mà mình đã đăng trên kênh Duy Anh. Còn để sở hữu các phiên bản Fossil Jacqueline chính hãng thì hãy đến với các cửa hàng của bên mình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là kênh online đồnghoduyanh.com. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.